Xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã trở lại với kênh Kính Cổ Kính Xưa. Trước tiên thì rất là cảm ơn bác đã quan tâm tới em và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Các bác nào mà chưa kênh của em thì các bác hãy nút đăng ký màu đỏ bên góc phải màn hình ở bên dưới video, và các bác ấn nút biểu tượng của chuông để mỗi khi em lên video thì các bác sẽ được cập nhật những video mới nhất, nhanh nhất và thường xuyên của em. Vì ngày nào hàng ngày em được video để tránh mất thời gian thì em vào phim ngày hôm nay. Phiên ngày hôm nay thì em có một cây kính cổ của Pháp, đó là cây kính Double Lamy phiên bản năm 90. Tại sao lại có cái tên gọi thế? Bởi vì ở bên cạnh phải nó có chữ 590. Cái kính Double Lamy đòn gánh này phiên bản năm 90 thì nó rất là khác biệt, nhất là ốc sao tinh tế. Thứ hai là cái phiên bản này thì nó là phiên bản giống hệt như số lượng đòn gánh, nhưng chỉ khác là nó không có vành. Bởi vì các hãng họ sẽ làm gần gần giống nhau, hoặc là giống nhau, nhưng họ không sẽ làm giống hệt 100% để tránh vấn đề là khiếu kiện bản quyền. Nước ngoài, đặc biệt là châu Âu, thì họ rất làm chặt chẽ về khâu gọi là khâu bản quyền. Cục sở hữu trí tuệ của tất cả các nước thì họ sẽ đăng ký, mà khi đăng ký về bản quyền thì là bản quyền đấy thuộc về của một công ty nào đó. Những công ty khác làm sau làm theo mà giống 100% là sẽ bị khiếu kiện và sẽ đánh sập về phá sản, thậm chí là đi tù. Thì đó là cái quy định luật pháp của mỗi nước trên thế giới, đặc biệt là châu Âu và Mỹ, họ làm rất chặt chẽ, nó không như Việt Nam và Trung Quốc đâu, nó cứ nhái tù luôn hết lên. Em đi tổng quan trước tiên, đi tổng quan bên ngoài trước và sau đó sẽ đi chi tiết bên trong. Mỗi một video hoặc sản phẩm là em đều có mô tả chi tiết bên dưới của cái video, là thông tin thông số kỹ thuật của cái kính đó, và thứ hai là địa chỉ nhà, số điện thoại Zalo, rất rõ ràng, rất là chi tiết mạch lạc. Bây giờ đi bên trong nhá. Cầu giữa thì nó có cái chuyện vuông logo hãng từ ngày sửa ngày xưa giữa cầu đấy ạ, và rất rất là rõ ràng, rất là chi tiết nhá. Đến tiếp theo thì nó càng phải đây, càng phải đây nó có số 590 đó, càng phải 590, các bác có thể nhìn thấy số 590 đấy. Các bác nào mà xem video mà cảm thấy nó mờ, nó không rõ ràng thì yêu cầu em gửi ảnh trực tiếp qua Zalo. Em sẽ chụp từ 30 đến 40 kiểu kèm theo một video ngoài trời để phản ánh đúng chân tình chân thực nhất của cây kính đó cũng như sản phẩm đó, làm sao cho trên thông dưới tỏ, càng phải 590 nhé. Càng trái thì nó có cái chữ rất là nhỏ là 20 phần nghìn, rất nhỏ lắm, đi ti cái này chắc phải dùng kính lúc hình đi nhìn thấy rất là mờ, khó nhìn lắm, nhỏ lắm. Phiên bản 590. Các bác nào ở địa chỉ ở Hà Nội, ở gần Hà Nội có thể qua nhà em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Số điện thoại 091 65 66 826 cũng là số điện thoại Zalo của em. Các bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm rằng em sẽ gửi bằng phương tiện bưu điện, ô tô, máy bay, tàu hỏa, cái phương tiện gì mà nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp ví, em sẽ gửi phương tiện đó, thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày tùy theo gần xa, cũng như là nếu ví dụ là bão lũ thiên tai dịch bệnh thì nó sẽ chậm hơn 3 4 ngày đó. Nó là cái giá trị thông thường, em chỉ gửi ngày trước ngày sau là có nhận rồi. Đấy là gửi về cái phương tiện như là bưu điện hay là máy bay các thứ, chứ còn nếu mà gửi ô tô chỉ trong nửa ngày một ngày là các bạn đã nhận được hàng rồi. Con này size 45 nhá, mắt màu xanh. Về mắt thì các bác có thể là thay mắt xanh nhạt nữa, hoặc xanh đậm nữa, hoặc là trà nhạt trà đậm, là tùy tùy sở thích của các bác. Đó là cái giá trị mà nói là như thế. Đấy. Ở rất nhiều cái phiên trước thì em có cái phân tích nhận định về là kính giả kính thật, những amo giả amo thật. Về góc độ chia sẻ thì em sẽ chia sẻ phần cuối video để các bác có thời gian thì xem, vì có một số bác do bận công việc hoặc lý do gì đó có thể là xem nửa video, hoặc phần cuối này bao giờ là góc độ chia sẻ, cũng như là trước đây thì em có rất nói về cái cách hack tài khoản, hack dữ liệu, đánh cắp tài khoản, đánh cắp dữ liệu, thì
Em cũng nói rất là nhiều rồi và sắp tới một vài video thì ở phần cuối em sẽ chia sẻ lại, sẽ nói rõ lại để cho một số bác hay số anh em là có thể là chưa hiểu về cách chuyển khoản, nhận tiền, nhận qua tài khoản, vì một số các anh lớn tuổi thì hầu như là không dám chuyển khoản và phải nhờ con cháu, thì đó là cách tốt nhất cũng được. Nhưng nếu nếu để biết được chủ động thì rất tốt cho công việc, mình sẽ quản lý công việc tốt hơn, cũng như là kê được những cái tiền ra tiền vào. Có một số bác lớn tuổi thì họ là vấn đề chuyển khoản nhận tiền rất giỏi, nhưng có một số anh thì lại có phần là hơi nhút nhát, cũng như là phần gọi là tiếp cận nó hơi hơi chậm về tiếp cận thông tin. Cái vấn đề đó em rất hiểu và thông cảm, thì em vẫn cứ phải chia sẻ để khi nào mà bác cảm thấy là có hữu ích thì bác có thể làm theo, để thứ nhất là tốt cho các bác, thứ hai đó là mình sẽ chủ động được công việc, thứ ba là mình quản lý về vấn đề tài chính thì nó sẽ dễ hơn so với là nhờ người nhà chuyển khoản. Thì đôi khi nó có những cái khoản tiền thì là nào vợ vợ chồng chồng con nó sẽ có những cái hiểu nó khúc mắc đấy. Đấy là tại vì thật ra mà nói là cái góc độ này thì em bán hàng bao trên hai mấy năm rồi thì em rất là hiểu. Các anh các chú các bác nhiều khi là cũng phải đôi lúc còn giấu vợ giấu con, cái đấy thì em cũng hiểu vấn đề đó. Cho nên khi như mình quản lý được đồng tiền và chủ động về chuyển khoản nhận tiền thì vợ con không biết được, thì mình có thể nhất là mình rất là tự tin. Đó là cái giá trị mình nói. Nhưng để làm sao mà chuyển khoản nhận tiền thì mình phải nắm được về phần cơ bản của các hệ thống ngân hàng. Đấy, đó là cái giá trị. Thì một vài phiên tới nữa thì em sẽ nói sâu về vấn đề này. Đây là cái kính double lamy của Pháp, được sản xuất giai đoạn 1950-1960, bọc vàng sáng ánh gương, phiên bản limited 590, cầu to cầu đều cầu béo bản to size 145. Những cái dòng này thì bác nào cá tính có thể vẫn thay được mặt trắng nhá, cận thị, lão thị, viễn thị là tùy ý thích sở thích. Nhưng đeo ở cái mắt xanh này thì trông nó rất là đẹp, bởi vì ở những cái mùa thu, mùa đông, mùa xuân vào tiết mà lại trời lạnh thì mình nên đeo màu xanh này, thì trông nó nhã nhặn hơn và trông rất là đẹp hơn. Double lamy đòn gánh này. Và nói về giá cái này thì dạng cũng rất là hợp tình hợp lý thôi bác nhé. So với những con Amo cầu to cầu đều cầu béo, những cái phiên là có giá rất cao, cao hơn cả cây này. Những chẳng hạn như những cây này là giá chỉ có 7.950.000, nhưng ở những con Amo cầu to cầu béo thì bán toàn 90 triệu đó. Nhưng mà của em thì Amor thì cũng chỉ có dao động 7 triệu đổ xuống thôi. Đấy, các bác có thể thấy được không, cầu rất to nhá, em đeo lại các bác này. Đấy, ở phần mô tả chi tiết bên trong thì em đi rồi. Về còn hình thức bán hàng thế nào, hình thức em là bác nào chuyển khoản em bao ship, bác nào mà chọn hình thức ship code hay còn gọi là giao hàng thu tiền ấy thì vui lòng đặt cọc 100k, đó là quy định của bên em từ xưa đến nay. Về thời gian mở cửa hàng thì là em sẽ mở cửa hàng từ 7 giờ sáng cho đến 23 giờ, cũng như là 7 giờ sáng đến 1 giờ đêm, tất cả các ngày trong tuần không nghỉ ngày nào, kể cả ngày lễ ngày Tết. Với điều kiện là bác phải điện thoại trước cho em, tránh tình trạng là em đi gửi hàng cũng như giao lưu đồ cổ đồ xưa với một số các bác khắp mọi tổ quốc nước, cũng như đi thẩm định và định giá những món đồ cổ đồ xưa. Em thì chuyên về đồ cổ châu Âu, đồng hồ, kính, bút, nhẫn, bật lửa, đồ cổ, đồ xưa, độc, đồ lạ, đồ hiếm, bao gồm cả quần áo lính Mỹ, quần áo giày dép lính Mỹ nữa. Rất nhiều các bác có hỏi thắc mắc tại sao chưa lên quần áo giày dép lính Mỹ. Thật ra mà nói là rất nhiều năm trước em lên rồi, hiện lại em có để lại một vài bộ cũng như gẹt mũ Mỹ cái thứ là để chơi thôi, chứ còn khi nào về thật nhiều thì em lên một loạt series về đồ lính Mỹ. Và giá quê đốc bù la mi bọc vàng đòn gánh sản xuất thập niên 1950-1960 có giá là 7.950.000. Sản phẩm bán ra luôn bao check bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ, các bác yên tâm về giá cả và chất lượng sản phẩm. Mọi thông tin chi tiết rất là rõ ràng, địa chỉ nhà, số điện thoại, số điện Zalo. Rất nhiều phiên trước em nói rồi, thì các bác mua ở đâu thì mua, các bác hãy tìm đến những cái nơi mà là mua bán đồ cổ xưa lâu năm đấy, hoặc cái thương hiệu uy tín, người ta không là đánh đổi một vài triệu hay một vài chục triệu hoặc vài trăm triệu đâu. Bởi vì là em thấy rất nhiều một số cậu trẻ trẻ cũng như một số anh là mua phải những con Amor hay là con kiểu dạng cái double lamy như này, lamy là phải hàng giả hàng nhái,
Đấy, người ta cứ kêu là bọc vàng vàng đúc giá 3 triệu 4, giá 4 triệu, 4 triệu 1, 4 triệu 2. À, xin thưa rằng là với những con như đấy không bao giờ có giá đó đâu. Bọc vàng giá đấy là hiếm chứ đừng nói là vàng đúc thì là không, càng không có. Đây là cái góc độ chia sẻ cũng như quan điểm của em, và em đã bán ở ngoài cửa hàng, ngoài chương trình em, ngõ đầu ngõ 390 chương trình em từ ngày xưa đã hai mấy năm rồi. Em thừa hiểu và trên kênh YouTube này em triển khai 5 năm. Nhưng cách triển khai của em thì em chỉ tranh thủ buổi tối, ban ngày em bận công việc hành chính, nhưng luôn dành thời gian cho các bác nào điện thoại trước để em sẽ sắp xếp thời gian chờ các bác và tiếp đón các bác, dành thời gian tiếp đón các bác, lắng nghe luôn luôn và thấu hiểu. À, thứ hai là các bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm rằng là trước khi đi các bác điện thoại cho em trước, em sẽ hướng dẫn chỉ đường tận tình, chu đáo, nhiệt tình hết mình, làm sao các bác đi nơi về chốn an toàn, đảm bảo tuyệt đối. Khi bác đến mua thì là với quan điểm em là vui lòng khách đến, hài lòng khách đi, và khi bác về là em sẽ gọi cho bác taxi, xe ôm ra đến nhà ga bến xe, đảm bảo an toàn về đến nhà nó phải là an toàn tuyệt đối, các bác hết sức yên tâm ở cái điều đó. Các bác mua đâu mà mua thì mua hay đến những nơi mà mua bán lâu năm, một thương hiệu uy tín, ở đó người ta đảm bảo cho các bác về mặt tính nhân pháp lý, pháp nhân pháp lý. Thứ hai thì biết nhà biết cửa, tránh tình trạng như một số cậu trẻ trẻ đấy, thì thật ra nó là cái phong trào ngày nay thì hay mua rất là nhanh, chớp nhoáng là mua theo kiểu là mang ship đến, xem đến ưng ưng mua mua thôi. Thì những cái người bán hàng và họ nắm bắt tâm lý như thế, là những cái người bán shop online, bán hàng giả, đồ cổ đồ xưa, hàng nhái, họ cứ lấy lý do này lý do kia, họ bảo là kho nọ kho kia tổng kho, và họ mang đến, thậm chí họ mang cho ship mang đến, không mua cũng được, không mua được, không mất đồng tiền ship nào. Và rất nhiều cậu trẻ trẻ cũng như anh rất nhiều bị dính vào những cái hàng như thế đó. Đó là cái đấy là cái rất sai lầm. Những người ta bán đồ cổ đồ xưa lâu năm, người ta có thương uy tín thì người ta không phải đánh mất đi cái giá trị. Các bác phải biết rằng là em có những anh em bạn bè chơi cùng em hai mấy năm, ba mấy năm, bán đồ cổ đồ xưa ba mấy năm, Sài Gòn có, Hà Nội có, trong Bắc và Nam đều có, và họ luôn có những cái giá trị riêng chứ họ không bao giờ làm theo kiểu cái mô típ như bây giờ. Bởi vì giờ là những một số cái trang mạng như xã hội, như là trang 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 bán hàng đấy, như Shopee, Lazada, Sendu và nhiều trang khác nữa, họ cho đăng ký cái gian hàng ảo, họ không cần địa chỉ, thậm chí số điện thoại cũng không cần. À, số điện thoại chỉ đăng ký riêng với cái trang đấy và họ sẽ không up lên trang, thậm chí cho số điện thoại lên mà không ai gọi được, chỉ chắc cái phần mềm mà mua bán, và phần mềm này rất nguy hiểm. Hẹn nhau nửa đường, hẹn nhau ở quán cà phê, mua xong bán xong tạm biệt luôn. Khi phát hiện ra hàng giả hàng nhái thì lúc đó là muộn rồi, bởi vì là chắc cái phần mềm nó không trả lời nữa mà không biết địa chỉ nó ở đâu. Hỏi cái trang chủ Lazada hay là Shopee, Sendo thì cái số điện thoại nó đăng ký thì nó bỏ số rồi, bây giờ nó không biết là đâu, đúng không ạ? Đấy là cái sai lầm rất là lớn, bởi vì là đa phần đánh vào cái tâm lý đó là ham rẻ. Các cụ ngày xưa bảo của rẻ là của ôi, mà của đầy nồi là của không ngon, đúng không ạ? Đấy, các bác mua đâu mua, các bác hay tìm đến nơi mua bán lâu năm, có uy tín, có thương hiệu rồi, ở đó họ đảm bảo có tính pháp nhân pháp lý, mình phải biết nhà biết cửa, đúng không ạ? À, thứ hai nếu về vấn đề như lúc đầu em nói vấn đề chuyển khoản, một số anh lớn tuổi còn hơi nhút nhát vấn đề chuyển khoản, anh cũng như nhận tiền. À, thì tất cả cái phiên trước em đã nói rất rõ là đầu tiên là mình sẽ tải một cái app, như ví dụ trên điện thoại thì nó có hiện giờ là có phần có những phần mềm như là Android, iOS thì bác cứ tải cái phần mềm của ngân hàng đó, như Vietcombank hay là ngân hàng gì đó, nó đều có cái app riêng rồi. Mình tải cái phần mềm đấy và mình chuyển khoản qua điện thoại, nhưng trước khi chuyển khoản thì mình đầu tiên mình phải gọi điện thoại cho đúng cái số điện thoại chưa và đúng cái giọng nói ấy chưa. Nếu mà cảm thấy nghi ngờ có thể là gọi video, video call ở đây gọi là FaceTime, gọi video Viber, video Zalo, thì để mình biết được những người mình chuyển khoản mua cái đồ cổ đồ xưa hay mua đồ gì đó nó phải là thật. Thứ hai là cái địa chỉ nó phải rõ ràng thì cái bác mua thì nó yên tâm đảm bảo. À, sau này có vấn đề gì ví dụ như cái đồ này mình cảm thấy là không yên tâm, hoặc cái đồ này mình chưa thể hiểu sâu được, mình vẫn có thể hỏi người ta, mình gọi điện lại mình hỏi, nhờ người ta tư vấn cố vấn, nó đã cặn kẽ tận tình, đấy mới là cái giá trị.
Chứ còn bây giờ mà mua bán mà theo kiểu như là hẹn nhau giữa đường cà phê xong là chào tạm biệt nhau, đến khi mà món đồ mà là không muốn ý thì không thể liên hệ ra được đâu, bởi vì lúc đó người ta chặn hết rồi. Đấy là cái sai lầm rất là lớn. Nhưng ngược lại người ta bán giá rất là rẻ, bởi vì nó dao động, nó bán con kính vàng đúc một cái 3 triệu mấy 4 triệu mấy, thì hầu hết những rất nhiều người vấp phải mua phải như thế, và người ta luôn nói rằng nó cổ kia. À, không có đâu, em bán về đồ cổ đồ xưa cũng như kính cổ hai mấy năm rồi, và em gặp rất nhiều trường hợp nó cũng rất hơi hơi buồn cười, nhưng mà trên cái này thì em không thể tiện kể được. Các bác nào có thời gian qua nhà thì em sẽ có góc độ chia sẻ, nó kể nó rõ hơn. Về trên những video là thời gian đôi lúc nó phần tế nhị, và đôi lúc có những cái anh gặp mua phải đồ thế, nói ra thì thế nào thì nói kia thì nói thế kia, thì em chỉ nói qua để cho một số anh và bác nắm được cái thông tin là như thế, để mình làm sao mình không vấp phải và mua phải những cái trang như thế. Mình phải có những cái địa chỉ, số điện thoại Zalo nó rõ ràng và luôn luôn công khai. À, công khai đây thì là công khai cái địa chỉ người ta bán hàng và số điện thoại, và mình thứ nhất là mình gọi kể cả từ sáng đến tối, lúc nào người ta cũng phải lắng nghe trả lời cho mình để tư vấn cố vấn món đồ này đồ đồ kia. Bỗng dụ mua bán một cái hàng tạp hóa đồ điện hay đồ kim khí, bây giờ mình đang hỏi muốn mua cái kìm, hôm sau hỏi tu vít vỏ búa đúng không, thì người ta bảo là hàng điện kim khí mà chỉ có một kìm không có búa mà không có tu vít đấy, nói làm gì đúng không ạ, mà lại không nói địa chỉ nữa thì tất nhiên là đừng nên mua, bởi vì độ tính nó rủi ro rất là cao. Thứ nhất là cái hẹn nhau nửa đường giữa đường thôi nó đã có tính rủi ro rồi, nó rủi ro rất về rất nhiều mặt luôn. Ở đây vấn đề là em thật ra là em cũng chẳng ngại chả sợ vấn đề gì cả đâu, bởi vì khi mà em nói ra thì những cái shop mà bán đồ dụng cổ đồ nhái đồ giả cổ đồ nhái kính nhái thì họ rất là khó chịu, thì em cũng nói quan điểm rõ là khó chịu thì hẹn nhau gặp nửa đường mà gác tay gác đồ là em ok, mà có gì đâu mà. Vì quan điểm của em là có thể là nói trên này mất lòng các anh em, nhưng đây là em bán đồ thật và hàng là bao chuẩn báo chất qua các toàn cầu, đó mới là cái giá trị. Phiên ngày nay hơi dài thì em nói tổng quan này thôi, giá là 7.950 đốc bộ la mi của Pháp nhé. Mọi thông tin chi tiết thì bên dưới video để ghi rõ, và các bạn có hỏi thì các bác có thể alo trước tiên alo đấy, các bác cứ chủ động alo cho em để sẽ định giờ bác qua nhà thì là ok nhất, để đảm bảo một tính pháp lý cho tất cả các bác. Rất cảm ơn các bác đã xem video, hẹn gặp lại các video sau.